Xin chào các anh chị các bạn, chúc anh chị các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui. Công tác làm vườn thì bội thu, trồng cây gì, nuôi con gì và làm cái gì thì đều thành công các anh chị các bạn nhé. Còn hôm nay thì em đón máy để làm vườn, gọi là xới vườn đảo lại đất cũng như là cuốc những cái gốc cam mà đã cắt đi nhỉ. Đây là cái video số 5, thứ 5 về cái vườn cam này. Thì rất mong anh chị sẽ cùng theo dõi đồng hành cùng em chuyển từ cam sang táo nhé. Tại cái khoảng đất này thì cái máy này đã làm từ ngày hôm qua rồi, tính ra là hôm qua làm, từ sáng ngày hôm qua làm được một ngày rồi. Thì chỗ này chắc dự kiến cũng phải tầm hơn ngày nữa mới làm xong được. Thì cụ thể là mời các bác cùng ra sẽ cùng nhìn nhé. Cái gốc cam nó lên như là gốc sâm đây. Đấy. Mẹ cứ ra chỗ ấy, sao phải đứng ở máy làm gì? Sao phải đứng ở máy làm gì? Xem máy thì mẹ cứ đứng thì ra làm cho đỡ bụi chứ sao. Đấy, đây, đống gốc này các bác nhìn này. Đấy, những cái gốc nó cực bự luôn. Nhìn thế thôi, dễ nó ra hàng mét luôn. Tay không thể làm được các bác ạ. Đấy, tay không thể làm được. Đấy, nhìn nó như là cái bàn, như cái đống gỗ ấy. Dọn cái đống này thì chắc là lại phải chất vào xong đốt nhỉ? Đấy, đây. Còn nếu bình thường mà có ai mà đun củi ấy, thì chặt ra thì đun thoải mái luôn. Đó, cái tán rễ của nó rơi vào khoảng 2 mét các bác nhé. Cái đường kính, cái rễ, cái bộ rễ này nó rơi vào khoảng 2 mét. Hôm qua mới cào hết cái chỗ góc dưới kìa. Góc dưới ở dưới kìa. Nếu mà còn cái chỗ bưởi mà cắt nốt đi thì mới rộng. Thực ra là cũng muốn cắt nhưng mà đó, cây nó cũng lồm nhồm lắm rồi. Đấy, cắt hết chỗ bưởi này, cắt hết góc bên này này, và đảo hết góc bên này rồi này. Đấy, đảo vào trong này nữa. Cái máy thì máy nhỏ nên làm hơi lâu các bạn. Hôm trước gọi máy to thì gọi 2 ngày thì nó bận, xong nó không gọi lại thì thuê được máy nhỏ xong rồi thì mới lại thuê máy to, thì máy to nó mới gọi đến. Máy này máy nhỏ các bạn nhé, làm nó lâu lắm. Thích làm máy to hơn nhiều nhưng mà vì gọi ông máy to hôm trước lại không liên lạc được. Đây, những cái gốc cam này nó rút nó sẽ cuốc hết lên. Đấy, từ kia vòng xuống đây, vòng từ kia sang đây, ra vòng chỗ kia và xuống bên dưới này nhỉ. Còn một chút chỗ bưởi này thì vẫn đang để đây. Bẻ này là bẻ ngâm phân hữu cơ nhé, phân hữu cơ ấy. Bẻ gần 10 khối đấy các bác nhé. Cái công cải tạo này loanh quanh thì dự kiến nó mất cũng khoảng tầm mười mấy triệu các bác ạ. Dự thế thì ví dụ như tính số tiếng số giờ lên thì làm mất khoảng mười mấy triệu ấy, cải tạo lại hết đất. Để xong để cái gốc vòng vòng ấy nhỉ, mỗi gốc ấy thì cây này là cây bưởi, còn mấy cây bưởi thôi. Đang ấy còn có em à. Ôi trời ơi em ơi, hôm nay nói chung là đón hàng mà phát chán em ạ. Hàng trời ơi, như ma tranh giấy, em biết ma tranh giấy nó thế nào chưa? Không phải là không đẹp mà không được, bởi vì đến thời điểm này nó đón hàng chuẩn bị vào hàng Tết Dương lịch và hàng ngày mùng ấy, vừa ít hàng mà vừa khan. Có một ông khách, có một người bán thì đến 4-5 người bâu vào ấy. Nên là khả năng là còn không có bịch nào ấy. Trời.
Được rồi, để anh thử xem như nào thì có gì anh điện lại cho nhá, như hơi khó khăn đấy. Ừ nhá. Ừ. Được rồi, để anh xem thế nào đã nhá. Ừ. Xin phép các bác là đây có một em ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ấy, vẫn em lấy táo nhưng hôm nay cảm giác hơi khó nên là gần như không có hàng ấy. Từ sáng điện cho một vài bác điện nhưng thực ra là rất là khan hàng. Thế nào cũng tranh thủ vào đây để quay giới thiệu các bác cái quá trình gọi cải tạo vườn nhé. Đấy, nó gian nan và vất vả như thế. Từ cam càm sổ đỏ rồi thì giờ sẽ chuyển sang táo. Nhà táo thì sẽ cho vào xuân này, Đài Loan này, đại mật này, kim đào mật này để trồng ở đây, để trồng ra kia. Đấy, còn nếu mà cần thiết ấy thì sẽ phang hết đống bưởi để đi cho nó gọi là mênh mông bạt ngàn đi. Đấy, còn cái quá trình làm nó cũng còn gian nan lắm, nhưng mà với riêng trồng cây táo này thì trồng đầu năm cuối năm. Đấy, và nói chung là đến thời điểm này như đội em không có hàng bán các bác ạ, muốn mua không có hàng mua, bà con thì không có hàng, không có táo mà bán. Cái lượng tiêu thụ rất là mạnh, thực sự tiêu thụ rất là mạnh, hàng ngay ở chỗ trong làng em thôi nhưng mà đếm sơ sơ ra cũng phải hàng chục người mua, không có nổi người mua không nhỉ. Rồi các nơi khác nữa. Đấy, các bà con khác nữa. Thôi thì tôi lại tiếp tục trồng táo các bác, cũng không sợ đâu. Các bác bảo là thích phá cam đi trồng táo thì táo nó bão hòa thế nào cũng nhỉ. Hàng năm mỗi năm đội anh em chúng em cung cấp hàng vài vạn, hàng chục vạn táo giống khắp mọi miền đất nước, kể cả trồng táo cho bà con đấy cũng thế. Nhưng mà vẫn cứ không thấy đủ các bác ạ. Nên là thôi thì cái cũng chẳng biết là lúc nào nó bão hòa hay là nó thế nọ thế kia cả, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó vẫn là cái cây mà kinh tế tốt nên là thôi phá cam trồng táo. Cam thì bây giờ cũng là ở chỗ nhà em thì nó hỏng nhiều, cây khó tính, bệnh nhiều. Đấy, nên là tạm thời là sẽ chuyển đổi như vậy. Thì trồng táo nó rất là dễ, nhanh thu hoạch. Trồng bây giờ là làm đất xong là em trồng rồi thì trồng đầu năm, cứ gọi là đầu năm đi. Đầu năm bây giờ gọi là đầu năm đi thì cuối năm tầm này sang năm là tầm này là sang năm này sẽ thu rồi nhé. Thì các video em đều đánh riêng cái video về cái vườn này nhé, em sẽ đánh thứ tự từ 1 đến, tóm lại là có video nào ra em sẽ đánh số thứ tự như vậy. Thì các bác cố gắng theo dõi nhé, để xem là vậy thì em trồng táo đây xem có đạt không nhé, có được không nhé. Đấy, thì các bác cùng ủng hộ, like, chia sẻ cũng như là cùng giao lưu về kỹ thuật làm táo, cây táo nhỉ, và trồng táo. Đấy, còn quá trình dọn dẹp này thì có lẽ là 2 ngày nữa, khoảng 2 ngày nữa thì sẽ ra đốt hết gốc, cho chất vào một chỗ giữa vườn này đốt. Đấy, như hôm trước là đã đốt hết cành này các bác này, đốt hết cành. Đấy, thì sẽ đốt hết gốc, sau đó là sẽ phân luống rồi bổ lỗ rồi các thứ để trồng nhé. Đây, còn quay cận cảnh rút gốc đây các bác. Đấy, người thì không thể làm được các bác ạ. Con người thì chắc là làm được thôi, nhưng mà rút gốc này thì mệt lắm, không làm được đâu, nên là tất cả máy hết. Để rút gốc cam. Đó thì tình hình là như vậy nhé. Còn đây, trên này là cây kim đào mật, còn kim đào mật đây. Đây, cây giống kim đào mật, một số ghép tại bạt thì vẫn còn đây. Cập nhật luôn cho các bác nhé. Đây, cây kim đào mật ghép tại bạt thì vẫn còn này. Cây này thì sẽ khoảng ra Tết thì sẽ đánh rễ nhé, rễ trần. Đấy, đây, cái lô kim đào mật thì vẫn còn đấy. Còn cái chỗ này thì là kim đào mật đánh rễ bầu là, à đánh rễ trần là hết rồi. Đây, cây giống kim đào mật đây các bác. Đấy, thấy chưa, lên rất là ok nhé. Đấy, ghép nêm cành. Đấy, cái lô này thì rất là đẹp rồi. Tầm tháng hơn tháng nữa là sẽ đánh được cho các bác thôi. Tháng riêng tháng 2 ấy nhỉ. Đó thì xin cập nhật đến các bác một chút cái tình hình về chuyển đổi từ cam sang táo nhé. Các bác cùng em đồng hành với vườn nhà em nhé. Xin chào, cảm ơn các anh chị. Khi xem video các anh chị thấy thú vị bổ ích thì các chị cũng không quên để lại một lượt like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Thế còn cái việc lựa chọn trồng cây gì, đưa vào vườn mình trồng cây gì thì các anh chị có thể cân nhắc các anh chị nhé.
Còn với vậy em thì sẽ trồng táo. Còn các anh chị có nhu cầu trồng cây táo, táo giống thì các anh chị alo cho em theo số điện thoại 0368052750. Em sẽ gửi cho các anh chị ở toàn quốc. Còn các anh chị em ở gần thì đến nhà lấy các anh chị các bạn nhé. Đấy, cây táo xuân, Đài Loan, táo đỏ vàng, táo chua, táo kim đào mặt, các loại táo nhỉ, 7 loại táo. Đấy, đây. Ở vườn vẫn còn đang còn đây. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị.